Sự linh ứng khi tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lý Văn Khải. Đảnh lễ mười phương ba đời Phật, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát, đệ tử là Huệ Thắng. Từ khi phát tâm đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và trì niệm thánh hiệu đến nay, có 6 sự linh cảm chưa dám trình bày ra. Gần đây ở Đài Loan, Trần Lão Cư Sĩ phát tâm in ấn sao lục truyện linh cảm của Bồ Tát Địa Tạng, lại được Triêu Cư Sĩ A Nam đến thăm, bảo tôi kể chuyện linh ấn ấy để lợi ích cho người đời. Tôi tự biết nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ nông cạn, tài học thô thiển, văn chương không khéo, không dám tiếp nhận. Nhưng Triêu Cư Sĩ thôi thúc mãi, thật khó từ chối. Cho nên nay dùng lời thô kệch, tự thuật như sau. Ngày 30 tháng 7 âm lịch, năm Nhân Quốc thứ 44, tôi mộng thấy mẹ báo cầu xin siêu độ. Sáng ngày tôi đến chùa Thiền Đạo ở Đài Bắc, tham gia Pháp hội Địa Tạng, theo chúng đọc kinh và niệm thánh hiệu. Sau khi hoàn mãn, bên giấc mộng kể cho người bạn, đạo hữu thư báo rằng, chúng ta muốn siêu độ bạc tiến hương linh cha mẹ, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thế thì tôi đối trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, đảnh lễ phát nguyện. Bắt đầu từ hôm nay, con xin phát tâm đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và niệm thánh hiệu suốt một tháng, nguyện tụng 24 bộ kinh, niệm thánh hiệu 10 vạn biến, đem công đức này hồi hướng về cho thân mẫu. Thời gian qua nhanh, thệ nguyện tụng kinh niệm thánh hiệu đã viên mãn, thân mẫu được siêu độ hay không, chưa có cảm ứng. Tôi biết đời trước cũng như đời này của mẹ ác nghiệp sâu dày, nên phát đại nguyện thứ hai rằng, ngày 1 tháng 9 âm lịch, năm Dân Quốc 44, đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, năm Dân Quốc 45, xin phát nguyện tụng 500 bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mỗi ngày niệm thánh hiệu 1.000 tiếng, đồng thời nguyện xin bảo hộ các sanh mạng và phóng thả các sanh mạng thể hiện các thiện lành. Từ đây ghi nhật ký việc này để tránh giải đãi biến nhát, như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm thứ 6 Như Lai Tán Thán chép. Này Phổ Quảng, ông dùng thần lực khiến cho bà con thân thuộc đối trước tượng chư Phật Bồ Tát chí tâm đọc tụng kinh này, hoặc mời người đọc, hoặc ba bộ hoặc là bảy bộ. Được như vậy thì bà con đang ở ác đạo, nghe được kinh điển này sẽ được giải thoát. Lại nữa, Quán Thế Âm, nếu đời vị lai có thiện nam thiện nữ nhân muốn cầu trăm ngàn vạn ước điều nguyện từ hiện tại cho đến vị lai, thì nên quy y Tam Bảo, chiêm lễ cúng dường, khen ngợi hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Được như thế thì sở nguyện sở cầu đều được toại ý. Tôi đọc hai phẩm này bất giác rơi nước mắt, tiếc rằng mình học Phật quá trễ, đọc kinh quá muộn, khiến cho cha mẹ nhiều đời, bà con quyến thuộc mãi luân hồi lục đạo, chịu vô lượng vô biên khổ não. Rồi tôi lại phát đại nguyện thứ ba, đệ tử Huệ Thắng, chí thành đọc kinh và niệm thánh hiệu, ngưỡng cầu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, xin Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Huệ, đại nguyện đại lực, cứu độ cha mẹ nhiều đời của con, sớm thoát luân hồi, cha mẹ hiện tại sớm vãng sanh cực lạc. Cầu nguyện đại sĩ gia hộ cho đệ tử được phước báo, được học theo ngôn hạnh của Bồ Tát, thường hành từ bi, nguyện tiêu trừ tất cả ác nghiệp của đời trước và đời này, được tăng trưởng trí tuệ, gặp được việc an lành, và cầu cho hai đứa con của đệ tử được thuận lợi ở tương lai. Từ sau khi phát nguyện trong khoảng 3-4 tháng, tôi được đại sĩ từ bi ban cho những sự linh cảm theo thứ lớp biểu hiện như sau. 1. Thân tôi bị bệnh ngoài da, lâu năm không bớt, ngứa ngáy khó chịu, thuốc men chẳng có hiệu quả, từ sau khi đọc kinh dần dần thuyên giảm. Tường con tôi ở tại Hương Cảng, sau khi kinh doanh bị đình đốn, con dâu lo âu sinh bệnh, quyết chí về Đài Loan tìm công việc khác. Làm xong thủ tục nhập cảnh, bắt đầu khởi hành, đột nhiên nghe sở ngoại thương ở Hương Cảng, muốn tìm nhân viên làm việc, may mắn được nhận làm, con dâu bệnh liền bớt hẳn. Chạch con tôi làm việc cho hãng buôn nước ngoài ở Thương Cảng và học đại học hàm thụ ở Mỹ Quốc, tốt nghiệp được phân bổ làm điều tiết không khí chấn thư. Lại gặp một hãng buôn nước ngoài trong cảng khảo thí để chọn một viên quản lý điều tiết không khí. Trạch đã học hàm thụ được bổ làm kinh lý chiêu nhận khảo thí, được nhận làm việc. Kinh lý nghĩa là
tôi đến khảo trí tài học ưu tú của bạn so với 200 người. Tôi chấp thuận bạn. Đây không phải là sự gia hộ của đại sĩ ư? Trạch không rành việc kế toán, lại được kinh nhờ kế hoạch sư dạy cho 3 ngày, phải đi đến lưu cầu, phân hành, phục vụ. Đây chẳng phải cho sức gia trì của Bồ Tát ư? Chợt nghĩ đến hồng ân của đại sĩ, không biết lấy gì báo đáp. Cho nên phát nguyện hàng ngày đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện không ngừng. Ngày 17 tháng 10 năm Dân Quốc 45, tôi hoàn thành tụng 500 bộ kinh Địa Tạng. Tôi nghĩ rằng hai đứa con tôi sự nghiệp đã bị chia lìa, mà chỉ trong 11 ngày đều lại có chức nghiệp mới. Đây há không phải là sự đọc kinh để linh cảm đến đại sĩ sao? Thứ 4, con dâu tôi là Tỉnh, sinh viên mới tốt nghiệp đại học, rảnh rỗi ở nhà, muốn tìm việc làm mà chưa có. Sau khi tôi phát nguyện đọc kinh, thương nghiệp ở hải cảng khảo thí tìm người làm văn thư. Bấy giờ, tưởng đã có việc làm, con dâu cũng chẳng có tâm tìm việc. Nhưng bệnh mới bớt, mới đi xem người thì để thỏa mãn tâm. Chẳng ngờ, người trong thương nghiệp phát cho quyển thi, nó cũng theo đó mà làm văn trong hơn 70 người, nó lại được chọn. Đại sĩ gia hộ như thế, há có thể nghĩ bàn. 3 đến 6 giờ chiều ngày 39 tháng Giêng âm lịch, Dân Quốc thứ 45, tôi đang đọc kinh, đột nhiên nhớ đến mẹ tôi có giải thoát không. Mới hướng về trước tượng đại sĩ quỳ gối cầu nguyện, đệ tử Huệ Thắng ngưỡng cầu Bồ Tát cho biết mẹ con có được vãng sinh tịnh độ hay không. Như trong kinh dạy, chí tâm đọc tụng kinh này, hoặc thỉnh cầu người đọc, hoặc 3 bộ hoặc 7 bộ, thì bà con quyến thuộc ở ác đạo, nghe các lần tụng này sẽ được giải thoát. Đệ tử đã đọc kinh này 131 bộ, chưa được đại sĩ khai thị, trong tâm rất bối rối. Cầu nguyện như thế 3 ngày. Mồng 2 tháng 2 lúc 5 giờ sáng, tôi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường, bỗng nghe tiếng của mẹ tôi lúc sanh tiền, gọi tên tôi lúc còn bú sữa. Khoái đến đây, khoái đến đây. Nghe tiếng mẹ gọi mừng quá, tôi la lên, mẹ về rồi, mẹ về rồi. Thân tâm vô cùng khoái lạc, liền đứng dậy đi ra ngoài, theo tiếng của mẹ mà bước tới. Hốt nhiên, trông thấy một nơi rộng thoáng u nhã, giống như cảnh của Di Hòa Viên. Đường đi bằng phẳng giống như lưu ly, rực rỡ như gương. Chiếu thấy một người phụ nữ cùng trang diễm lệ, nhìn Văn Khải mà cười. Tôi chú ý xem đó là người nào, tâm nghĩ đó là thân mẫu, bước nhanh đến để đảnh lễ thỉnh an. Khi đến gần thì cảnh giới đẹp đẽ ấy hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến thân mẫu được sanh cõi trời nên tôi vui mừng đến nhảy cỡn lên. Tỉnh lại thì ra là một giấc mộng, tuy là cảnh mộng, há không phải là đại sĩ từ bi chỉ thị cho ư? Cảm ơn vô tận. Ngày mai gặp lão pháp sư mới kể lại giấc mộng, sư phụ mới khai thị cho mẹ con sanh cõi trời, không còn nghi ngờ gì, như sanh thế giới cực lạc, ắt sẽ hiện thân Bồ Tát. Thứ 6, nội tôi tuổi già 60, chưa có cháu bồng, lòng rất buồn. Tôi kính lễ đại sĩ thương vì chúng sanh mà linh cảm gia ân, nên phát thệ nguyện thứ 4, đệ tử Huệ Thắng ngưỡng cầu Bồ Tát gia hộ cho sinh cháu nhỏ. Nguyện này được phát ra tháng 3 năm Dân Quốc 45, tháng 7 cùng năm, quả nhiên tường bảo với Trạch rằng chị dâu đã có dâu 7 ngày, đến kỳ khai hoa nở nhụy, sinh một cháu trai, đặt tên là Bảo Anh. Tôi được tin mừng, hai lần rơi nước mắt. Có người hỏi, có cháu là rất vui, tại sao lại khóc? Tôi đáp, tôi nhiều lần nhờ ơn đại sĩ gia hộ, ân đức không cùng, tự hỏi mình có công đức gì, có thể báo đáp ân này. Do vừa mừng vừa hổ thẹn, nên không cầm được giọt lệ. Văn Khải nghĩ mãi việc báo đáp hồng ân của đại sĩ, chỉ có đời đời cho đến hết tuổi thọ hiến thân mạng, tin nhận phụng hành hàm dương Phật Pháp, không giết hại chỉ phóng sanh, lại khuyến khích đồng đạo, đồng chí cùng đọc tụng kinh điển, đồng niệm thánh hiệu, đồng cầu cha mẹ nhiều đời sớm thoát khỏi luân hồi, đồng cầu nguyện cha mẹ hiện tại cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh tịnh độ, cùng chớm Phật quả. Văn Khải đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và trì niệm thánh hiệu, thuật lại 6 việc linh cảm ở trên. Lời văn thô thiển, nhưng đều phát ra từ tâm chân thành, không có chút lừa gạt. Lại xin báo rằng, từ khi phát tâm vào ngày 30 tháng 7 năm Dân Quốc 44 đến ngày 28 tháng 10 năm Dân Quốc 46, tổng cộng 1.517 bộ.
tụng niệm thánh hiệu chưa từng gián đoạn. Về sau tiếp tục tụng thánh kinh, niệm thánh hiệu không có kỳ hạn. Các đạo hữu, đồng chí của tôi đều tin thật lời tôi, nên sớm phát tâm đọc tụng kinh, niệm thánh hiệu, nên tất được vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bàn. Hiện tại báo đáp được thân ân, ân cha mẹ nhiều đời cũng được báo đáp trọn vẹn. Sa lục từ Địa Tạng Bồ Tát, Đức Bì Sa Giới. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.